Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay chúng ta tiếp tục cuộc hành trình đi săn. Thì hôm nay mình sẽ qua cái cánh rừng bên đây, mình sẽ săn dọc theo cái bờ sông lớn này. Đây, đi một khoảng 20 mét nữa thì mình tới cái bờ sông. Thì để xem cái thành quả ngày hôm nay như thế nào thì mình mời tất cả các bạn cùng đi theo mình để chúng ta khám phá buổi săn ngày hôm nay nha. Rồi, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Các bạn, thì hiện tại mình đi ra cái bờ sông này thì mình phát hiện một cái đầm trong đây nè. Đây có một cái đầm nhỏ trong đây nè. Thì hiện tại bây giờ nước nó rút á, thì mình nghĩ đây có cá nha, cá với ếch nhiều nha. Mình cũng mong là thành quả ngày hôm nay mình sẽ thu hoạch được một ngày tuyệt vời. Đây các bạn, cái này thì nó cũng khá rộng nha, mình nghĩ là có cá nhiều á, cá với ếch nhiều á. Nè, mình sẽ đi xuống đây gần một chút xíu mình quan sát nha. Các bạn, mình vừa xuống cái thềm đây mình thấy một con cá lóc đang nằm. Trời ơi, mình thấy nó nhúc nhích cỏ xong cái nó nằm lại, mình thấy cái thân nó dài ghê luôn. Ủa nó to các bạn. Đây nè, nó nằm dưới đây nè. Ôi hàng khủng, cá lóc hàng khủng nữa rồi. Ôi, nó to các bạn ạ. Dính rồi. Ôi cá lóc hàng khủng rồi. Ôi ôi. Ôi to các bạn. To kìa luôn. Ôi. Cá lóc này. Cá lóc có to. Trời, hết hồn cá luôn các bạn. Hôm nay cho chúng hàng khủng nữa. Wow. To ghê. Tuyệt vời luôn. Giờ mình tìm cách là mình đi xuống qua bên kia mình gỡ cá mới được. Cây không à. Ôi cây. Xuống dưới kia hơi khó quá. Trời ơi con ếch nó to, nó nhảy bên kia. Không biết còn hay không nữa. Ủa con ếch, hết hồn ếch luôn. Thì mình bắt con cá này lên cái rồi mình tính sao nhé. Giờ sao lâu lên cá này đây. Wow, con ếch nó nhảy bên kia rồi. Nó to ghê luôn. Giờ tìm cách lôi cá này lên đây. Con cá nó to các bạn. Lôi lên, khó nè, thì mình. Vướng cây này rồi, thua. Nên mình đi xuống luôn.
nó cuốn cái cây gai này rồi, giờ kéo nó khó lên. Ủa, con cá này to ghê các bạn. Để mình đi xuống luôn. Nó vướng này không lôi cá lên được. Ây da, gai không các bạn. Wow, trời ơi, cá to. Trời ơi, con ếch nó to bên kia, nó bò bên kia các bạn ơi. Trời ơi. Rồi, một lát sau mình sẽ qua bên kia tìm mấy con ếch. Nhìn lôi cá này lên cái đã. Đây. Hàng khủng, hàng khủng. Ôi các bạn ơi, cá mấy cân. Ui. Trời ơi các bạn ơi, cái này à. Các bạn thấy không? Ôi, cá hàng khủng nữa rồi. Để mình lâu lên. Wow. Đi xuống dễ mà, đi lên khó quá. Ôi, ui. Cá lóc hàng khủng các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Trời ơi các bạn ơi, cá mấy cân. To quá nè. Wow. Mình đi lên. Lên bờ. Mệt xíu. Wow, ôi, cá nó bự hơn cái bàn chân của mình nữa các bạn. Đây nè. Con cá nè. Quá tuyệt vời. À, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái thành quả mình vừa bắt được một con cá lóc to hàng khủng luôn. Con này mấy cân luôn á các bạn. Để mình cho các bạn xem nhé. Đây. Con này tầm 2 cân rưỡi á các bạn. 2 cân rưỡi hơn á. To mà dại ghê luôn. Thì đây là thành quả đầu tiên của mình, là thành quả khá tuyệt vời ha. Trong ngày hôm nay. To dài ghê luôn nè. Các bạn thấy không? Mập ghê luôn. Con này dài chắc tầm khoảng hơn 60 á, tính từ phần đầu đến phần đuôi là tầm khoảng hơn 60 cm. Đây là thằng khủng nha. Rồi bây giờ mình sẽ cột dây, mình sẽ neo, mình gọng nó lại ha. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục cuộc hành trình nha. Các bạn, hiện tại thì mình đi vào cái gốc cây này, mình thấy một con ếch khá to luôn. Đang nằm dưới gốc cây á, mà xa quá, mình không bắt được nữa. Xa ghê luôn các bạn. Sát cái kia quá. Con ếch nó to à. Chạy qua anh kia. Để mình qua bên kia nhé. Gốc cây này khó bắt lắm quá. Đây các bạn, mình vừa qua bên đây thì mình thấy nó rồi nè. Đang nằm ở dưới.
to ghê luôn mà vướng cây quá. Vướng cây quá. Chín rồi các bạn. Ôi. Hàng khủng nữa rồi, hàng khủng nữa rồi. To ghê luôn. Ôi hết. Hàng khủng rồi các bạn. Ôi to. To ghê luôn. Tuyệt vời luôn, khá là tuyệt vời. Ui, ở dưới còn thêm một con ếch nữa, nhảy ra ngoài rồi. Ui, lại ếch to nữa. Trời ơi, con ếch nó to các bạn ơi. Ôi, ếch to nè. Lâu lên. Bún cây quá. Trời ơi, hàng khủng nữa rồi. To các bạn. To ghê luôn. Uống ếch các bạn, to hơn cái bằng chân của mình đó. Trời ơi, bằng bằng chân của mình luôn. Ôi nè, to ghê luôn. May là vướng gốc cây mình là lâu lên được các bạn, chứ gốc cây đó khó lâu lắm, cây nhiều quá. À, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái thành quả mình vừa bắt được một con ếch khá là to luôn. Đây coi như hàng khủng, ếch quá to luôn. Đây các bạn, ếch to ghê luôn. À, thấy không? To bằng cái bàn tay của mình luôn. Thì cái địa điểm ở cái đầm này á, thì hôm nay cho mình cái thành quả khá là tuyệt vời luôn. Thì một con cá lóc và một con ếch này. À, to ghê luôn. Thì thành quả khá là tuyệt vời. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ con ếch này vào túi hoặc là mình cột dây lại nha. Các bạn ơi, bây giờ xế chiều rồi, mình xin tạm dừng cái video tại đây. Trước khi dừng cái video này thì mình sẽ cho các bạn xem một lần nữa về thành quả tuyệt vời ngày hôm nay của mình. Thì mình săn được một con to và một con cá lóc to ha, tại ở cái đầm này. Thì thành quả ngày hôm nay tuyệt vời ha các bạn. Đây, mình sẽ cho các bạn xem thành quả ngày hôm nay. Rồi, một con to và một con cá to nè. Thành quả hôm nay khá là tuyệt vời luôn. To ghê luôn các bạn, và cá lóc còn to hơn nữa. Rồi, cái thành quả ngày hôm nay đối với mình coi như là khá tuyệt vời rồi ha. Rồi, mình xin tạm dừng cái video tại đây ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha.